Thằng nghe nói The Hulk có một bộ đồ chơi chó cứu hộ rất là đẹp luôn. Hôm nay ta sẽ đi qua vụ The Hulk để bắt cóc những chú chó cứu hộ. Let's go. In, 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 in. Hello, xin chào The Hulk. The Hulk ơi, mình nghe nói siêu nhân nhện đang cần sự giúp đỡ của bạn ở ngoài bìa rừng đó. Bây giờ bạn hãy đi ra bìa rừng giúp đỡ siêu nhân nhện đi. Hả, bạn nói gì? Siêu nhân nhện đang cần sự trợ giúp của mình ngoài bìa rừng hả? Được rồi, để bây giờ mình sẽ đi ra bìa rừng coi siêu nhân nhện cần mình giúp đỡ cái gì nha. Các bạn chó cứu hộ ơi, bây giờ các bạn hãy ở nhà trông giữ những chiếc xe giùm mình nha. Mình cần đi ra ngoài bìa rừng xem coi siêu nhân nhện cần mình giúp đỡ cái gì nha. Bay lên nào. Đó, đây là cái chiếc xe tăng siêu to siêu bự của mình luôn. Bây giờ xe tăng sẽ chở mình đi ra ngoài bìa rừng nha. Đi ra bìa rừng xem coi siêu nhân nhện cần mình giúp cái gì nha các bạn. Đi ra bìa rừng thôi nào. Đi ra bìa rừng thôi các bạn ơi. The Hulk đã bị ta lừa đi ra ngoài bìa rừng rồi. Bây giờ ta sẽ bắt cóc những chú chó cứu hộ này đem đi giấu. Để xem coi một hồi nữa The Hulk về có đi tìm được những bạn chó cứu hộ này không. Mở cái chuồng thú của ta ra. Rồi bắt Rocky. Cho Rocky vào. Tiếp theo bắt Trey. Cho Trey vào. Tiếp tục Marshall. Và tiếp theo là Rubble. Và đây là Sky. Còn một chó cứu hộ nữa là Zuma. Còn Zuma nữa đâu? Không thấy Zoom mà. Được rồi, bắt cóc nhiêu đây thôi cũng được rồi. Bây giờ sẽ chở những bạn chó cứu hộ này đem đi giấu. Đi ra bìa rừng thôi các bạn ơi. Rồi, đã đến bìa rừng rồi. Siêu nhân nhện ơi. Ủa, sao không thấy siêu nhân nhện các bạn? Đâu có siêu nhân nhện đâu các bạn. Vậy là khủng long đã nói dối mình hả các bạn? Thôi, không được rồi các bạn ơi, mình phải quay về nhà nhanh lên. Không thôi, khủng long làm chuyện xấu ở nhà mình các bạn. Rồi, quay về nhà thôi các bạn ơi. Ôi, như vậy là khủng long đã lừa mình rồi. Ôi, lại một lần nữa khủng long lừa mình các bạn ơi. Các bạn chó cứu hộ ơi. Ôi các bạn ơi, những bạn chó cứu hộ mất tiêu hết rồi. Gâu. Anh The Hulk ơi, khủng long đã lừa anh đi ra ngoài bìa rừng. Sau đó khủng long đã bắt hết những bạn chó cứu hộ rồi. Lúc nãy cũng may là em nhanh chí, em trốn ở phía dưới chiếc xe máy xúc này nè, nên không bị khủng long bắt. Bây giờ anh hãy đi giải cứu những bạn chó cứu hộ đi anh The Hulk. Thiệt là tức quá đi mà. Khủng long sao lần nào cũng đi qua lừa mình, sau đó bắt cóc hết những bạn chó cứu hộ đem đi giấu vậy. Bộ khủng long không còn trò gì để chơi nữa hay sao? Được rồi, để bây giờ anh sẽ đi tìm những bạn chó cứu hộ nha. Em hãy ở nhà canh giữ nhà giùm anh nha. Đi tìm những bạn chó cứu hộ thôi các bạn ơi. Đi tìm những bạn chó cứu hộ thôi nào. Mấy bạn chó cứu hộ ơi. Ôi, các bạn ơi, mình phát hiện ở dưới cái hố này hình như có một bạn chó cứu hộ. Đây là bạn Trey nè các bạn. Bạn Trey đang bị chôn dưới cái hố này thì làm sao mình có thể đưa lên được? Được rồi, để bây giờ mình sẽ gọi điện cho xe cần cẩu sẽ đến cẩu bạn Trey lên nha các bạn. Alo, xe cần cẩu ơi, mình đang cần sự trợ giúp của bạn. Chó cứu hộ Trey đang bị mắc kẹt ở dưới cái hố rồi. Bây giờ bạn hãy qua đây cẩu bạn Trey lên đi nha. Mình là xe cần cẩu, bây giờ mình sẽ đi cứu hộ bạn Trey nha. Let's go nào. Bíp
Chị nên đi cứu hộ bạn Trey thôi các bạn ơi. Nên rồi, đã đến nơi rồi. Đờ Hút ơi, bạn hãy néo một bên để mình sẽ cứu hộ bạn Trey nha. Đây là cái cần cẩu siêu bự siêu dài của mình luôn. Mình sẽ đưa xuống. Rồi, cẩu bạn Trey lên nha. Bạn Trey đã được móc vô cần cẩu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thu dây tời lại nha. Rồi, thu dây tời, đưa bạn Trey lên nào. Rồi, ok. Rồi, đưa cần cẩu qua. Rồi, xả dây tời ra. Đó, như vậy là chúng ta đã cứu hộ xong bạn Trey rồi nha các bạn. Cảm ơn xe cần cẩu. Bây giờ bạn hãy chở bạn Trey về nhà giùm mình nha. Mình sẽ tiếp tục đi tìm những bạn chó cứu hộ còn lại. Let's go nào. Các bạn chó cứu hộ ơi. Các bạn chó cứu hộ ơi. Các bạn chó cứu hộ ơi. Ôi, các bạn ơi, hình như có một bạn chó cứu hộ kìa. Ồ, đúng rồi, đây là bạn Rubble nè. Bạn Rubble đang bị giấu ở trên một cây cầu thủy tinh các bạn ơi. Cây cầu này rất là cao luôn, nhưng mà cây cầu này không có đường lên các bạn ơi. Nè, các bạn nhìn nè. Ồ, cây cầu này không có đường lên. Làm sao để cứu được bạn Rubble đây hả các bạn? À, các bạn ơi, mình nhớ ra rồi. Bây giờ mình sẽ nhờ bạn xe thang cứu hộ nha. Bạn xe thang cứu hộ có cái thang rất là dài luôn. Bạn đó sẽ đưa cái thang cứu hộ của bạn đó lên trên cây cầu này để đưa bạn Rubble xuống nha các bạn. Alo, bạn xe thang ơi, bạn hãy đi qua cây cầu thủy tinh đi. Bạn giúp đỡ mình đưa bạn Rubble xuống. Bạn Rubble đang bị giấu trên cây cầu thủy tinh nè. Mình là xe thang cứu hộ siêu to siêu bự. Bây giờ mình sẽ đi cứu hộ bạn Rubble nha. Let's go nào. Rồi, đã đến cây cầu thủy tinh rồi. Bạn Đờ Hút hãy tránh ra một bên đi để mình sẽ cứu hộ bạn Rubble nha. Mình sẽ cho cái thang siêu to, siêu bự, siêu dài của mình. À, đưa qua. Sau đó mình sẽ đưa cái thang dài lên. Rồi, Rubble ơi, bây giờ bạn hãy leo lên cái giỏ này đi. Mình sẽ đưa bạn xuống nha. Rồi, Rubble sẽ vô cái giỏ này nha các bạn. À, ok, rồi quay cái thang qua đây. Xong, như vậy là chúng ta đã cứu hộ được bạn Rubble rồi. Cảm ơn bạn xe thang. Bây giờ bạn hãy chở Rubble về nhà giùm mình đi nha. Mình sẽ tiếp tục đi tìm những bạn chó cứu hộ còn lại. Let's go nào. Các bạn chó cứu hộ ơi. Các bạn chó cứu hộ ơi. Ôi, các bạn ơi. Các bạn, hình như những bạn chó cứu hộ này các bạn. Ôi, những bạn chó cứu hộ đang bị chôn ở cái núi cát này nè. Ôi, tội nghiệp mấy bạn chó cứu hộ này quá đi à. Nhưng mà làm sao mình có thể cứu được mấy bạn chó cứu hộ này đây? À, các bạn ơi, mình nhớ rồi. Bây giờ mình sẽ nhờ bạn xe máy xúc. Bạn đó sẽ đi qua đào cát ra để cứu những bạn chó cứu hộ này nha. Alo, bạn máy xúc ơi, mình đang cần sự giúp đỡ của bạn. Bây giờ bạn hãy qua những cái núi cát này đi. Bạn đào giúp mình cứu những bạn chó cứu hộ nha. Mình là xe máy xúc, bây giờ mình sẽ đi giúp những bạn chó cứu hộ. Rồi, đã đến nơi rồi. Bây giờ Đồ Hút hãy tránh qua bên. Mình sẽ đào những bạn chó cứu hộ này lên nha. Rồi, mình đã đào được bạn Rocky lên rồi nè. Đó, một bạn nha. Rồi, tiếp theo là bạn Sky nha. Rồi, đưa bạn Sky qua đây nha. Đó, như vậy là đã cứu hộ được hai bạn rồi. Chỉ còn một bạn Maxwell nữa thôi. Để bây giờ mình sẽ qua đào bạn Maxwell lên luôn. Cứu hộ bạn Maxwell nha các bạn. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ múc bạn Maxwell qua này luôn. Đó, đưa bạn Maxwell qua này luôn nha. Wow. Ok. À,
Như vậy là chúng ta đã cứu hộ thành công rồi các bạn ơi. Hôm nay nhờ sự giúp sức của các bạn xe công trình mà những bạn chó cứu hộ đã được giải cứu và tìm thấy rồi ha. Những bạn chó cứu hộ rất là đẹp luôn. Và những chiếc xe công trình thì siêu to, siêu bự. Rồi, bây giờ cũng đã đến giờ mình phải về nhà học bài, ăn cơm và làm bài tập rồi. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn video tiếp theo nha.